Nếu như mà không có từ vựng thì chúng ta không thể nào có thể diễn đạt được lời mà chúng ta nói, đúng không ạ? Tabemasu. Taberu. Ike. Hayaku. Ike. Sore wa muri da to omou. Xin chào các bạn, lại là mình, là Tâm đây. Mình đã quay lại với các bạn ở video thứ 2 rồi. Sau video trước thì không biết các bạn nào đã nói chuyện tự nhiên được như người Nhật chưa nhỉ? Mình tin là nếu như mà các bạn cố gắng luyện tập thì sẽ làm được thôi. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần để có thể bổ trợ cho việc giao tiếp. Đó chính là từ vựng. Nếu như mà không có từ vựng thì chúng ta không thể nào có thể diễn đạt được lời mà chúng ta nói, đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 10 động từ hay sử dụng trong tiếng Nhật nhé. Động từ đầu tiên được người Nhật rất là hay sử dụng và cũng rất là thông dụng với chúng ta, đó chính là ikimasu hoặc là iku. Ikimasu tức là đi. Ví dụ như là Peking e iku zo. Peking e iku zo có nghĩa là đi Bắc Kinh thôi. Ngoài iku zo thì các bạn có thể kết hợp với ikimasu với nhiều thể khác nhau. Ví dụ như ike hayaku. Ike tức là biến đi, nhanh lên, biến đi, có nghĩa là thế nhá. Động từ thứ hai của chúng ta là kuru, tức là kimasu. Kimasu và ikimasu có nghĩa khá là tương đồng nhau. Ikimasu là đi, còn kimasu là đến. Ví dụ, kare kuru desho, anh ấy sẽ đến chứ. Động từ thứ ba của chúng ta là kaeru, kaerimasu. Kaerimasu có nghĩa là về, đi về, trở về. Kyo ie ni kaerimasu tức là hôm nay thì tôi trở về nhà. Kaerimasu tức là trở về. Động từ thứ tư mà chúng ta cũng rất là hay sử dụng đó chính là tabemasu. Taberu. Tabemasu có nghĩa là ăn. Kanozo wa takusan taberu wari ni futoranai, có nghĩa là mặc dù thì cô ấy ăn rất là nhiều nhưng mà cô ấy không có bị mập lên. Tabemasu, taberu có nghĩa là ăn. Động từ thứ 5 gần nghĩa với từ ăn, ăn thì phải có uống, đúng không ạ? Uống là nomimasu, nomu. Ichinichi oki kusuri o nomimasu. Ichinichi oki kusuri o nomimasu tức là một ngày thì tôi uống thuốc một lần. Nomimasu tức là uống. Động từ thứ 6 của chúng ta là neru, tức là nemasu là ngủ. Ví dụ, neko wa manmaru kunatte neru tức là con mèo ngủ tròn, cuộn tròn lại. Neko wa manmaru kunatte neru, con mèo ngủ cuộn tròn lại. Neru, nemasu tức là ngủ. Động từ thứ 7 nhé, chúng ta cũng sẽ qua động từ thứ 7, cho chính là nemasu thì phải có okimasu. Okiru tức là thức dậy. Asao kino ga nigate desu. Asao kino ga nigate desu tức là tôi ghét việc thức dậy vào buổi sáng. Okimasu, okiru tức là thức dậy. Động từ thứ 8 của chúng ta là hanashimasu. Hanasu tức là nói chuyện. Kare wa maru sensei no you ni hanasu. Kare wa maru sensei no you ni hanasu. Anh ấy thì nói chuyện hệt giống như thầy giáo vậy. Hanashimasu, hanasu tức là nói chuyện. Động từ thứ 9 của chúng ta là miru. Mimasu tức là nhìn. Konban egao mite imasu. Konban egao mite imasu tức là tối nay thì tôi đang coi phim. Và động từ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là omou tức là omoimasu, suy nghĩ. Sore wa muri da to omou. Sore wa muri da to omou tức là tôi nghĩ cái đấy không thể, không thể đâu. Omoimasu, omou tức là suy nghĩ. Trên đây thì mình đã giới thiệu cho các bạn 10 động từ rất là được hay người Nhật sử dụng. Những động từ này thì các bạn có thể dễ dàng thấy ở trong sách giáo khoa hoặc là khi giao tiếp với người Nhật và nghe người Nhật nói. Nếu các bạn tò mò cách học từ vựng làm sao để hiệu quả hơn thì hãy xem một số những video về cách học từ vựng ở kênh Edura TV nhé. Cuối cùng thì nếu các bạn thích
video này thì hãy like và comment ở phía dưới cho mình nhé. Hãy subscribe kênh YouTube Edura TV để theo dõi nhiều hơn về những video học tiếng Nhật. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.